Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Bây giờ là khoảng 7 giờ 46 phút tối Và hôm nay là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 26 tây tháng 1 Thì chúng ta lại sẽ tiếp tục nhìn vào tình hình của thị trường ngày hôm nay Thì các bạn thấy là giá Bitcoin đó Bây giờ ở cái mức là 31.841 Và thật ra chúng ta thấy được là các bạn đang nhìn vào biểu đồ nến ngày Thì trong vòng mấy ngày qua giá Bitcoin vẫn tiếp tục là xu hướng là đi hàng ngang sau khi mà có cái đợt điều chỉnh xuống thấp là 28.742 thì chúng ta thấy là cái giá Bitcoin cao nhất mọi thời đại đó là cách đây không lâu cách đây là ngày 8 tháng 1 đó lúc đó giá Bitcoin đã lên tới cái mức là gần 42.000 đô thì từ 42.000 đô mà chúng ta thấy là giá Bitcoin điều chỉnh xuống chỉ còn có là 28.700 đô ngày 22 tháng 1 thì có nghĩa là Bitcoin điều chỉnh là khoảng 31,5% cái số phần trăm điều chỉnh này trong đợt tăng trưởng cũng là một điều mà chúng ta đã thường thấy trước đây cho nên không gì gọi là quá đặc biệt các bạn thấy là đợt tăng trưởng năm 2017 tôi đã chia sẻ với các bạn là có rất nhiều và rất nhiều cái đợt đi xuống phần trăm cũng tương tự và các bạn thấy được sau khi mà đi xuống cái mức là 28.700 thì Bitcoin đã đi hàng ngang trong vòng 1, 2, 3, 4, 5 ngày qua giá Bitcoin ngày hôm nay so với hôm qua cũng không có nhiều điều khác biệt và chúng ta thấy được là cái đợt điều chỉnh này đó cho đến ngày hôm nay là từ cái ngày 8 tây cho đến ngày hôm nay điều chỉnh tổng cộng là 19 ngày có nghĩa là 19 ngày qua là Bitcoin liên tục điều chỉnh và chúng ta muốn thấy Bitcoin điều chỉnh lâu một chút để chúng ta có thể là thấy những chỉ số nguội lại chúng ta nói thêm những chỉ số này một lát nữa nhưng mà chúng ta thấy là Bitcoin đi hàng ngang càng lâu đó thì càng nhiều bạn lại cảm thấy là lo lắng có những bạn hỏi thường là Bitcoin bây giờ xu hướng là đi xuống hay là như thế nào thật ra mà nói đó cho đến bây giờ đối với thân thuận thì như bạn thích phân tích kỹ thuật thì có thể là phân tích kỹ thuật cho các bạn thấy được là chúng ta đang nằm trong một cái xu hướng giảm giá nhưng mà đối với thuận thì nhìn vào những tài liệu tôi đã chia sẻ trước đây thì 30.000 đô vẫn là một cái dùng mà chúng ta muốn thấy tiếp tục hỗ trợ giá cả của Bitcoin tại vì đây là cái dùng mà có rất nhiều Bitcoin được thu mua số lượng lớn có nghĩa là cái đường màu trắng mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình và thật ra chúng ta thấy được là giá Bitcoin trong thời gian qua vẫn được hỗ trợ bởi 30.000 đô này đường màu trắng này Tại vì chúng ta thấy được là Bitcoin tổng cộng đó, tính cho đến ngày hôm nay thì tổng cộng là chúng ta thấy được là con số ngày là 25 ngày. 25 ngày liên tục Bitcoin chưa hề đóng lại một ngày nào mà dưới cái mức là 30.000 đô mặc dù đã có khoảng chừng là vài lần giá Bitcoin chạm cái mức 30.000 đô thậm chí là xuống 30.000 đô nhưng mà sau đó đã đóng lại cái nến ngày trên 30.000 đô cho nên cho tới ngày hôm nay gần như một tháng trời Bitcoin chưa bao giờ đóng một ngày nào dưới 30.000 đô hết cái dùng này vẫn là một cái dùng mà chúng ta tiếp tục hy vọng là sẽ hỗ trợ được cái giá của Bitcoin chỉ khi nào mà Bitcoin đi xuống qua khỏi 30.000 đô thì chúng ta mới xem coi là kế tiếp chúng ta sẽ có những thông tin gì nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì đối với bản thân thuận nhìn chỉ vào một số thông tin này thì hôm nay cũng không có chi ngày hôm qua chúng ta tiếp tục thấy Bitcoin cứ đi hàng ngang trong cái khoảng thời gian này và đi hàng ngang thì đương nhiên là có một số những điều tốt tại vì Bitcoin thì có cái dấu hiệu là không phải là nhiều Bitcoin được bán và người ta rút tiền rồi khỏi thị trường mà chúng ta thấy cái dấu hiệu là nhiều Bitcoin được bán nhưng mà lại được đổi ra thành altcoin thưa sẽ chia sẻ với các bạn một số những thông tin một lát nữa nhưng mà chúng ta trước khi mà nói về Ethereum và một số những thông tin khác chúng ta tiếp tục hay nói về tình hình của Bitcoin đi thì sáng ngày hôm nay đó ở trên Twitter The Choi Guys một trong những người phân tích kỹ thuật cũng rất là nổi tiếng ở trên Twitter đã đưa ra một cái thuyết và cái thuyết này cho các bạn thấy được là hình mà bên tay trái các bạn thấy đó đây là cái hình đại diện cho cái biểu đồ của S&P 500, có nghĩa là chứng khoán của Hoa Kỳ và bên tay phải đó chính là giá của Bitcoin tính theo đô la trên sàn Coinbase. thì chúng ta thấy được là có một cái điều rất là tương tự, có nghĩa là khi mà chúng ta thấy là chứng khoán hồi sáng này trong vòng 5 phút có cái sự đi xuống thì cũng thời gian đó ngay lập tức, nhưng mà thấy được là Bitcoin cũng có xu hướng tương tự. có nghĩa là sao? như là khi chúng ta trở lại nhìn vào biểu đồ của Bitcoin đi thì chúng ta thấy được là nhất là trong vòng hai ngày qua hai ngày qua có nghĩa là hai ngọn nến này Chúng ta thấy được là trong thời gian này thì khi mà chúng ta nhìn vào biểu đồ của S&P 500 chứng khoán của Hoa Kỳ thì cũng có cái tình trạng tương tự Chúng ta thấy được đây là tình trạng của S&P 500 thì nhiều người bây giờ lại nghĩ là Bitcoin một lần nữa lại có sự tương quan rất là mật thiết đối với thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ Tại sao Bitcoin đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua? Tại vì chứng khoán Hoa Kỳ cũng có xu hướng là đi hàng ngang trong vòng mấy ngày qua. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi đây có phải là một cái sự tương quan trong thời gian tới hay không tại vì chúng ta cũng đã biết là trong thời gian dài hạn đó thì Bitcoin không có tương quan với bất cứ một bản đầu tư nào chúng ta nhìn vào những cái biểu đồ trước đây thường chia sẻ thì có khi Bitcoin tương quan dương đối với lại chứng khoán Hoa Kỳ có nghĩa là cả hai đi cùng xu hướng nhưng mà có thời gian thì Bitcoin có sự tương quan âm có nghĩa là đi ngược xu hướng nhưng mà cũng có thời gian Bitcoin đi theo xu hướng của vàng và thậm chí là ngược lại xu hướng của vàng có nghĩa là Bitcoin tùy theo là thời gian nào sẽ có cái xu hướng tương quan như thế nào và chúng ta thấy là tùy theo sự kiện nữa giống như chúng ta thấy là cái sự kiện liên quan à dịch bệnh thì khi mà dịch bệnh xảy ra thì hầu như là tất cả đều cùng một xu hướng, có nghĩa là vàng, bitcoin, chứng khoán đều có xu hướng giống nhau trong cái thời gian mà chúng ta thấy tháng 3 của năm ngoái khi mà thông tin liên quan tới dịch bệnh ở Hoa Kỳ được lan tỏa khắp nơi nhưng mà khi mà chúng ta thấy được là những cái sự kiện liên quan đến những cái khủng hoảng chính trị giữa những quốc gia thì Bitcoin và chứng khoán lại có cái sự quan hệ khác nhau có thể là chứng khoán đi xuống nhưng mà Bitcoin đi lên nhưng mà khi chúng ta thấy được là những cái sự lo ngại liên quan đến chiến tranh thương mại thì xu hướng của Bitcoin giống như là vàng hơn tùy theo là thời điểm nào nhưng mà chúng ta thấy có cái dấu hiệu ít nhất bây giờ có một số những dấu hiệu nhỏ cho thấy là Bitcoin hình như là có cái xu hướng tương tự như là S&P 500 trong vòng mấy ngày qua chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái thông tin này nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên cái mạng xã hội đó thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này tìm thấy những cái link liên quan đến Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn đang tìm kiếm những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital trong đó các bạn có thể là điền đơn vào group những hỗ trợ cũng như là các bạn có thể nhận được những cái ưu đãi liên quan đến là các bạn có thể được giảm phí giao dịch cũng như là nhận được những cái bonus khi mà tham gia những sàn như là StepX, LMT Binance, Bybit, Coinbase, ứng dụng BlockFi, ứng dụng Lending và các bạn có thể là tham gia vào cái dịch vụ CryptoCoin một dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng. Những thông tin chi tiết sẽ nằm ở bên dưới cái video này. Thì một những điều mình thường nghĩ là nhiều bạn muốn biết là trong thời gian này ai đang bán thì chúng ta nhìn một cái chỉ số mà rất quen thuộc đó chính là Miners Position Index MPI có nghĩa là chúng ta thấy là bây giờ thời đào đang bán nhiều hay là bán ít và chỉ số mà hơn con số 2 là nghĩa là thời đào bán nhiều thì chúng ta thấy được là thợ đào đó trong thời gian mấy ngày qua chúng ta bắt đầu nhìn vào cái thời gian là từ ngày 23, 24, 25, 26 thì các bạn thấy được là trong khoảng thời gian này thì bắt đầu từ ngày 24 tây chúng ta đã thấy có hiện tượng là thợ đào lại bắt đầu bán cái số chỉ số này đã lên số 2 các bạn thấy được là ngày 24 là 2,35, ngày 25 là 2,87 và ngày 26 là 4,05. Tình trạng bây giờ là thợ đào đang bán rất là nhiều và chúng ta thấy là thợ đào bán nhiều như vậy nhưng mà bây giờ thường lại không thấy có cái thông tin là có nhiều người mua trên thị trường cho nên nhiều người nghĩ là cái thời gian qua khi mà giá cả đi xuống tại vì thợ đào đang bán rất là nhiều và thường thì chúng ta thấy được là ngược lại thợ đào bán khi mà giá cả tăng lên tại vì họ muốn bán lúc mà có nhiều người mua chứ họ không muốn bán lúc mà càng bán mà giá càng giảm trong cái thời gian mà không có nhiều người mua sẵn trên thị trường đó, thì đương nhiên thợ đào càng bán sẽ càng giảm nhưng mà đây là cái tình hình mà chúng ta thấy đang xảy ra trong vòng mấy ngày qua là có cái hiện tượng là thợ đào đang tiếp tục bán và tiếp tục bán rất là nhiều các chỉ số trong vòng 3 ngày liên tục đều là hơn con số 2 đây là một đơn vị mà đang bán hiện tại chúng ta bây giờ hãy nhìn vào một số những cái thông tin khác thì đây là một cái tài liệu được chia sẻ bởi Plan B thì chúng ta có biết là Plan B là một trong những người rất nổi tiếng với cái mô hình là Stock to Flow để mà tính giá của Bitcoin có thể lên tới cái mức là 100.000 đô trong năm nay thì Plan B đã chia sẻ một cái biểu đồ. Thực ra mà nói chúng ta đã nhìn vào một biểu đồ này trước đây, nhưng mà Plan B chia sẻ thêm một số thông tin thì chúng ta thấy được là có ba cái đường trên màn hình, đường màu xanh dương có nghĩa là chúng ta thấy đây là đại diện cho cái đợt mà tăng trưởng từ năm 2012 đến năm 2016, có nghĩa là đây là cái đợt tăng trưởng đầu tiên màu xanh dương đậm các mình nhìn thấy trên màn hình. kế tiếp là cái màu xanh dương nhạt hơn, đây đại diện cho cái đợt tăng trưởng mới đây, có nghĩa là đợt tăng trưởng mà chu kỳ từ 2016 đến 2020 và đường màu đỏ chính là đợt tăng trưởng chu kỳ hiện tại, có nghĩa là, là bắt đầu từ tháng 5 năm 2020 cho đến bây giờ thì chúng ta thấy được đó là đây đương nhiên là một cái tài liệu mà đã được điều chỉnh lại để cho những cái biểu đồ này nó nhìn nó hợp lý hơn tại vì đương nhiên nếu chúng ta không điều chỉnh giá cả thì những mưu đồ này nó sẽ không hợp lý lắm tại vì cái đợt tăng trưởng của chu kỳ năm 2012 tới 2016 đó thì giá rất thấp cho nên rất nhỏ bên dưới và đương nhiên cái đợt tăng trưởng của đợt bây giờ đó, đó chính là cái đường màu đỏ này thì đương nhiên giá rất là cao cho nên cần phải điều chỉnh lại để các bạn có thể thấy được cái mô hình quan trọng là cái mô hình tăng trưởng như thế nào thì chúng ta thấy là ở cái thời điểm bây giờ đó thì nhiều người cho là giá của Bitcoin tăng trưởng giống cái đợt tăng trưởng của chu kỳ năm 2012 đến năm 2016 hơn là cái chu kỳ của năm 2016 đến 2020 và cho đến thời điểm bây giờ nếu chúng ta thấy cái hình trên màn hình đó, thì cái đợt tăng trưởng hiện tại cái đợt tăng trưởng này nó không có giống hoàn toàn như là hai đợt tăng trưởng trước nhưng mà nó giống như nằm chính giữa gì đó cho nên đường màu đỏ này tăng trưởng trong cái khung của đường màu xanh đậm và đường màu xanh lợt có nghĩa là sao có nghĩa là nếu chúng ta cứ tiếp tục cái xu hướng này thì giá Bitcoin sẽ đạt tới cái mức là 100.000 đô dựa theo cái mô hình này là nếu như mà sớm nhất là tháng 4 của năm 2021 và trễ nhất là tháng 9 của năm 2021 có nghĩa là có thể là trong khoảng thời gian này từ tháng 4 đến tháng 9 chúng ta có khả năng thấy Bitcoin lên tới 100.000 đô đây là dựa theo cái mô hình được chia sẻ bởi Plan B dựa theo những gì chúng ta thấy và thật ra các bạn thấy là nếu chúng ta để ba cái đợt tăng trưởng cùng một lúc thì rất là rõ ràng là chúng ta vẫn tiếp tục đi theo một cái mô hình nào đó đương nhiên không giống hoàn toàn nhưng mà cũng rất là tương tự các bạn nghĩ sao về thông tin này các bạn comment dưới có thể nói là rất là khó tương tự chúng ta thấy là mô hình này chuẩn đoán sớm nhất là tháng 4 năm 2021 có nghĩa là bây giờ đã hết tháng 1 rồi trong thời gian 3 tháng tới thì chúng ta có cơ hội thêm Bitcoin là 100.000 đô và trễ nhất nếu như chúng ta đi theo cái chu kỳ của năm 2017 đó thì đến tháng 9 của năm nay sẽ thấy cái con số là 100 ngàn đô Chỉ một Bitcoin Các bạn có nghĩ là quá nhanh hay là không các bạn hãy comment dưới Tại vì chúng ta thấy là giá Bitcoin khi mà thực sự là muốn tăng mạnh đó Thì không ai cản được Các bạn thấy được là giá Bitcoin đi từ 10 ngàn lên tới 20 ngàn Từ 20 ngàn lên tới 42 ngàn Rất là nhanh chóng Trong khoảng thời gian chỉ có 6 tuần mà thôi Cho nên chúng ta thấy là nếu như Bitcoin thực sự muốn tăng Thì rất khó ai mà có thể cản được Đây là cái thông tin được chia sẻ bởi Plan B Thì kế tiếp chúng ta nhìn vào tình hình thì bây giờ Thì ngoại trừ là những cái thợ đào đang bán còn ai bán nữa chúng ta nhìn vào những cái chỉ số liên quan tới là chỉ số cá voi đi thì chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này là phần trăm của tất cả những bitcoin được nạp lên trên sàn đó là bao nhiêu phần trăm là đến từ những ví cá voi thì chúng ta nhìn vào tình hình hiện tại đi các bạn thấy được là con số bây giờ đó nghĩa là con số của ngày 26 tây là 39% có nghĩa là tất cả bitcoin nạp trên sàn là 39% là đến từ những ví cá voi thì so với lại trước đây thì như thế nào thì chúng ta nhìn xa hơn các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua thì 39% cũng là một cái phần trăm coi như là tương đối trung bình nhưng như chúng ta cũng không thấy cái dấu hiệu là cá voi có cái hiện tượng là nạp nhiều bịch lên sàn như là chúng ta thấy cái thời điểm là của tháng 12 ngày 12 Tây hay là thời điểm của tháng 11 ngày 14 Tây bây giờ các bạn thấy là cái con số này cũng tương tự mà thôi tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái phần trăm rất là ít nhưng mà trong thời gian qua từ đầu năm tới bây giờ đã có hiện tượng là nhiều cá voi nạp tiền hơn lên trên sàn Nhưng mà so với lại cái trung bình trong vòng mấy tháng qua thì cũng không có gì gọi là quá nhiều Không giống như là chúng ta thấy là cái đợt đột ngột có nhiều cá voi nạp vào ngày 12 tháng 12 Đây là cái thông tin liên quan đến những cái ví cá voi